các bạn, đây là tô hủ tiếu sa tế nha. Đó. Cứ ăn lại qua cắt vậy nè. Đó, mấy cái nâu này về nấu canh chua là hết sảy rồi. Vừa ăn vừa nghe gà gái. Thấy nó ngọt kia lắm á Diệp. Anh ăn là khác con kia nữa. Thấy không? Bỏ nó vậy. Khác cái con. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại với Lưu Linh TV. Bây giờ sáng nay mình ra giếng nước ở Mỹ Tho nè, mình đi ăn hủ tiếu sa tế. À, cây đường giếng nước nè các bạn. Lục bình quá trời luôn nè. Rồi quá trời luôn ha anh. Mà tốt quá hả? Yeah. Sao cho về đây hết ta? Em cũng không biết nữa. Thôi giờ mình qua với ăn hết. Hủ tiếu hương không biết tên gì, hương gì á. Hương, hủ tiếu sa tế hương. Hồi nãy mình đi cái chỗ kia mà Út Dương chỉ mà ta đóng cửa, ta không có mở. Vậy nay mình đi lại chỗ này mình ăn thử. Mình ngồi ngoài hả anh ha. Dạ, ngồi phía ngoài. Good morning, Charlie. Còn buồn ngủ hả? Các bạn, đây là tô hủ tiếu sa tế nha. Đó. Dạ, có khế với chú chá. Rồi mình để... Dạ, rồi để giá, rồi quế vô. Nè, anh thử đi, phải để cay nặn chanh vô nữa anh. Xin thêm mớ không? Ủa mình có ấy tương nữa hả ta? Tương để chấm. Ủa sao không ăn Thái Linh? Ăn cho biết. Muốn ăn thử không? Thử của mẹ hả? Đó sa tế đó. Sa tế anh để vô đừng cho cay. Vô đây hả? Dạ. Vô tô của anh nè. Lần đầu tiên anh ăn hủ tiếu sa tế à? Anh có ăn lần rồi, nhớ kỳ về anh có ăn lần với em rồi, ngay gần tiệm bán bánh kem á. Anh quên á. Chắc lâu quá. Cái này ăn chứ nó xong luôn á. Quên rồi đó. Này dính áo rồi xong luôn nha chị. Wow, có chuối hả? Có chuối, khế. Có gì leo nữa hả? Khế nữa. Rồi để quế giá vô nè. Star fruits it is, baby. Thấy đi thử không? Không hả? Ok, hồi con ăn của chỗ của con. Để em thử cái cay đâu mà nó sẽ ăn được không rồi nữa. Dạ, ngon ha. Lạ miệng. Giống hình tựa tựa giống bò kho. Mà khác cái mùi cái mình ăn cái khế đồ á. Ngon. Đủ rồi anh. Nặng chanh vô nữa là hết sảy. Các bạn mình ăn á ha, quán lề đường. Có chừng dính cái áo nha em. Dạ, đã chưa. Trước mặt giếng nước luôn nha. Ở Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho. Hủ tiếu sa tế hương. Mấy anh ăn ngon không? Mấy em. Thích không thấy này? Muốn cho con tô nha. Thấy lần thử hủ tiếu sa tế nè. Cho cái đường ngon ngộ em. Ngon ngon. Con chú cá cũng thế nữa. Mình mới ăn xong mà trời mưa các bạn ơi. Nè, ở đây lúc này mưa dữ lắm. Giờ lên xe đi tiếp, dắt mấy nhỏ đi tiệm chơi. Mail store. Giờ mình dắt mấy đứa nhỏ vô. Thấy gì không Thái Ly? Thái Linh coi có đổ con không Thái Linh?
tối ngày bác mình dắt đi tiệm gấu bông. Xong dắt vô mấy đứa nhỏ vô siêu thị Go để ăn nè các bạn. Ăn hot dog. Giờ mình chạy qua bên nhà cậu quá. Mình cắt miếng rau muống chút về nấu canh chua. Rồi cắt miếng rau muống nè. Sướng, muốn ăn là cái đây cắt thôi à. Xác lại hết anh. Xác lại được. Nó non mà. Quá đã luôn không? Cứ ăn là qua cắt vậy nè. Nó mấy cái non non này về nấu canh chua là hết sảy rồi. Chưa, đó chưa với cái à hả? Ừ, nghe đã không? Đó, đó. Cắt rau thơm rồi ôm. Đấy, chú cắt rau ôm luôn. Ôm. Canh chua với càng rau ôm nữa ha. Rau ôm. Đó. Rau ôm mình đẳng cốt rồi. Trời ơi. Sát đúng không? Sát đúng. Cắt vậy nó mới lên thêm nữa cô Chính ha. Ừ. Không có sát không việc. Sát nó ấy trời. Ồ, coi sát rồi đó, đỡ đặt. Còn ở ở bên đây coi cây cà có chút xíu có trái này nè. À. Ăn là cứ ra đây ra vườn là cứ cắt về nấu à. Sướng không? Đó luôn. Ừ. Đó. Chứ tới nhà, chứ tới bước 3 nhà. Sướng ta, cái đậu này khi mà đậu bún hả? Bún. Mà già. Ồ già hả? Nó non mấy cái non. Ồ cái là nó leo vậy hả ta? Ồ nó vậy hả? Dạ nó. Ờ, mình đâu chưa ăn đâu hả? Giờ mình ăn mình đi về mình bỏ vô cái canh ăn cũng ngon lắm á. Phải không? Thôi, dạ, dạ. Để nấu cái này chừng nào mình ăn mình tính sao. Ờ. Dạ. Ừ. Có mớp nó leo nè, còn này ớt. Để ớt à. Trời ơi xanh lè đã ha. Sừng nghi quá. Không, giờ qua phía bên này kiếm đậu ôm. Trời ơi, có đậu ôm nè, với tự. Cái rau ôm ở đây gần trời gì trồng gần nước vậy nó tốt quá trời ha. À, trồng gần nước tốt không? Ừ. Đó, giờ cứ nắm mà thẻo vậy trời. Thẻo vậy về. Ở ăn... bên đây hả, ăn rau á cắt không tiếc luôn ha. Ở bển hả phải tỉa từ cọng phải kêu bằng ương á. Nương thương đó trời ơi, ở bên đây coi kìa. Đó, cứ vậy thôi ha. Đủ rồi, cái đó như nó đủ canh chua rồi chứ. Đúng rồi cho anh. Dạ. Nhiều mới thơm. À. Rồi còn cái này là gì vậy cậu Chính? Cái tượng. Này để ăn lẩu ha. Ăn lẩu đó, cái tượng. À, đã quá trời luôn á. Mấy bạn thấy ở bên phía đó không? Hồi bữa mình có quay cho mấy bạn xem á là cái lúa người ta mới cắt xong người ta đốt á. Bây giờ mưa mấy cây không đầy nhìn như cái ao nước vậy đó. Ừ, coi kìa. Quá đẹp luôn cái cảnh. Con ghi xuống cắt. Ghi xuống đó. Wow, con bù dừa vậy Ú, kiến không. Ừ. Rồi bây giờ mình về tới nhà, giờ mình nấu canh chua, trời con lương rồi, cho anh coi con lương cái gì. Coi kìa, quá đã không. Ừ. Đó, giờ cái vuốt nữa hả. Vuốt rồi, giờ em trà muối đó. Ừ. Ủa, em mới cho xong, bây giờ em trà muối hả. Trà muối nữa. Ồ, con lương quá trời bự luôn mấy anh, đã vậy ha. Năm mấy rưỡi, có nước con. À. Mình nó sợ quá. Cái gì? Cái bên trong đó. Sao vậy? Nó sợ nó chạy hả? Chạy cái luôn. À. Nó chuối. Ừ, đã không? Cái cho ấy nó vậy nè, nó bớt nhớt lại xong cái giờ mình làm gì chứ? Vậy mà coi có đu biếu kìa. Không có đâu. Giờ cái quậy nó vô vậy hả? Cho nó núc nó chết mặn nó hả? À. Rồi xong cái lấy cái chuối lau nè hả, chà nó hả? Dạ, khô queo rồi, khô hết. Dạ, làm cái sauce mà để mình quét lên con lươn với con cá cái chê. Dạ. Chút mình nướng cái đó à. Chà nó không khô. Toàn là mấy cái món ngon không à. Còn bên đây Lu đang luộc mấy cái này, chút Lu làm cái sauce. Má mở này coi cái cây, mở này lên. Ôi trời ơi, Yến gì tưởng được mấy năm trời. Trời ơi. À, này đâu nhút gì ra muốn mới cắt cái bên ông cậu nè. Trời ơi, sợ tình á. Tưởng là kêu mấy năm là đeo cái nón mà tưởng đâu. Bây giờ cái này em nhút thêm nữa hay gì? Cái lá chuối nó diệt cái nhớt hay sao vậy? Đó. Đó. Xong cái con lươn này bỏ lên nước rồi khỏi nói nghe. Mày đặt giả bộ rồi chết nè hả?
còn cá lóc nữa. Cá lóc chúng mình có mẫu bụng không, mẫu bụng luôn hả? Không, không có. Cá lóc chúng mình nướng đúng không ạ? Dạ, đi nguyên luôn. À. Đó cà ha. Đó cà trước, tại cà nó chín rồi. Ừ. Bỏ vô cối cái cà. Cần lấy cái chén nhiễu không? Cà từ từ ha. Nó chín rồi đó, không? À. Nóng dữ lắm luôn á. Còn mấy kia thì để cho nó chín chút xíu. Cho ớt rồi nó chín đó. Dạ. Mình làm cái sauce chút nữa mình ăn với lại cá với lươn. Cá lươn nướng. Để coi cái tỏi đâu coi. Chưa đâu anh, cho nó mềm chút. Còn nữa. Chút mềm. Phải không? Mềm chưa? Để cho mềm nữa. Tỏi mềm rồi đó. Phải không? Anh cà nó luôn ha. Cà thử cái này coi. Mềm á. Quá hết sảy luôn rồi. Phải không? Nóng mới được chừng phỏng. Đúng rồi. Ôi cái này về bển mình làm sauce đã lắm đó anh. Được hết rồi em ơi. Dạ. Được hết rồi. Được ha. Rồi tắt lửa sao? Để anh cứ dặn qua. Rồi tắt. Tắt rồi ha. Wow. Miếng nước mắm tí xíu muối. Rồi cái đầu chấm này làm hồi chấm cái kia là đậm đà luôn. Khỏi cái chạy đâu hết. Cái này không cần đường nha. Không. Tại nó chất có ngọt hết cà. Vậy thôi. Cái đồ cà này đã hết ghê. Cái này. Đó, thấy không? À. Mình đi nhà trước. Để cho thôi nó văng luôn. Thơm á, ớt thơm với sợ tỏi, hành tiêu cà. Nghe 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 cái mùi là muốn ăn đầu giờ đầu nướng rồi nướng ngay mùi nước mắm nghe ăn cái, muốn ăn cái đầu nướng liền luôn. Gà cái sáu cả. Thử miếng nha. Trời ơi vừa ăn ha. Nè, thảo quá. Đã chưa? Rồi chấm cá ăn. Trời ơi, ngon lắm em. Mấy con gà của anh Lưu mua nè. Ba con luôn á anh. Ba con. Con ở nhà còn... Giờ chuẩn bị nướng cá với lươn. Vậy cho cái bọc này qua đâu đi vậy đi. Đặng nó nướng đi vậy. Nướng rồi. Giờ nướng. Cái này từ từ. Còn sống ấy thôi. Còn sống ấy rồi ạ. Bất lực rồi chị cưng ơi. Rồi, em đem này vào bánh đi. Ồ, đã không? Mình nướng nướng cá với nướng lươn ha. Ngồi giống chờ trong khi cho nó nấu. Có mấy con gà để ngắm rồi vậy. Đã không? Về quê. Về quê nó xuống đây là xuống ha. Quá đã luôn. Có cái chòi này nó chưa ra đây ngồi nướng này ra đây rồi tối ăn cơm tối gia đình. Trời ơi quá đã. Thấy chưa các bạn, bữa nay là mình không uống bia nha, bữa nay là mình chơi cái nước trong đây nè. Cái nước trong đây người ta ở đây xứ này kêu bằng nước mắt quê hương. Cái việc nước mắt quê hương là cái này là đủ đế, nhưng mà cái đủ đế này nấu sao anh Tân? Này là nếp không? Nếp hả? Nếp. À. Cũng có nữa. Đó mình một chút mình trong cái bình này ha, mình đổ ra trong mấy cái chai Corona hồi bữa mình uống á. Cái mình rót ra từ từ. Mình đi kiếm mấy cái ly. Cái ly đó chứ. Qua hỏi Út rồi có mấy cái ly cho mình mượn, cho mình mượn 4-5 cái vậy đi. Anh em mình người 1 cái. Trong khi đó chờ cái đó nướng cá lóc với lại lươn nè. Bởi vậy mấy cái mồi này là đủ đế là đúng ha. Đó. Ngày chát sợ. Wow. Đã chưa? Thơm quá anh. Cái này là gia vị sơ sơ thôi. Ăn cái màu đều vô đẹp ha. Gia vị sơ sơ thôi cho nó thơm luôn. Chút nữa mình có cái kia mình chấm. Chát cá luôn không? Cá rồi chát sao ạ? Đã không?
nhìn nhạn cá liền. Đẹp hết. Hết sảy. Cái lương này hồi chắc ngon dữ lắm luôn á em. Hồi mấy anh thử đi. Hay uống đồ đế để đó là cái này trước. Ủa có ly nhỏ mà. Đâu có đó ra cái này là mình đổ dễ em chứ đó kiểu này không dám uống à. Rượu đế muôn năm. Bây giờ đó ra cái chai này trước. Rượu đế nếp. Rượu nếp hả? Cái chai này. Được không má cần. Ôi nghe mùi. Ui nồng. Chắc đố ấy con trai đủ rồi. Wow, nó thơm dữ vậy ta. Em nó thơm giống hồi cơm nếp vậy em. Thấy không? Ờ. Cái cơm rượu á, cơm rượu á. Nguy hiểm. Wow, thơm quá. Bữa nay mình đã chấm cái chai Corona mình bỏ rượu nước mắt quê hương vô hen. Một này là này kêu bằng gì ta, một xị không ta? Cho bạn xị gì? Xị không? Xị. 30 hơi xị. Này đây 300. 300 hơi xị. Thằng xị hả? Xị hăng. 55 một xị. À. Wow. Lọc cái vỏ ra nó bị ấy. Không để nó đi, anh làm cho nó thơm mà. Cho nó cháy thơm mà. Rồi xong cái người mà bển mình lấy cho mình mấy cái chén đi ha. Ôi mang dép kìa. Em cái chai này công nhận làm đủ nhiều chuyện lắm em, con đâm muối nè. Đã ha. Đó, muối hộp lần hái mấy cái xoài bển á, nay mình nhậu mấy cái món nhân giả hả? Nhân giả của mình bên đây. Trời ơi, ngon lắm coi kìa. Anh nướng cái lương xong rồi đó. Baby, sit right, honey. What are you doing? Undies. No. Rồi đã ha. Cái này chắc cay lắm á. Ngày nhậu vậy hả? Hả? Nó vậy có đủ đế kìa. Nay uống đủ đế thử cho biết. Hái được xoài phải không? Mấy trái? À, đã chưa? Xoài ba mùa mưa. Đã thơm quá. Đầy đủ. Nó chín rồi đó. Lọc cái da ra. Bây giờ mình để từ từ đi. Bây giờ lương chín rồi. Bây giờ em chở cái này đi, để qua lương qua cái cắt cái khúc của mình lại ra trước đi. Thơm dễ sợ luôn anh. Xoài này xoài mấy mùa em, nó ba mùa hả? Ba mùa mưa. À cái tên của xoài á. Em đẳng đi bé, đẳng em cắt lên bé. Để đây cắt. Thơm quá trời. Việt Nam mình đã nhậu rồi. Có đồ đế nè. Lương nướng, có đồ đế nè. Cá lóc nướng. Đã lắm. Dạ. Đúng rồi nha. Dạ. Giờ gỡ ra hả? Thơm quá. Để mở hành lên nữa, hồi chát hành lên ha. Chát này lên nó thơm. Nó đứt không? Nguyên bể kìa. Nguyên bậy đúng rồi đó. Rồi xong đó, quét lên này, xong bên kia lọc bên kia, xuống khô lọc bên kia nè. Đã không? Mình lấy gì trước đi, để chút khi nào mình ăn cái mình đặt cái qua ha. Đặt cái qua. Mình bỏ lên đây này, cái mình nộp nó luôn. Dạ đúng rồi. Giờ mình lương làm lương trước đi. Em lương lên hả? Tương chín hả? Lương bánh không chưa? Lương bây giờ. Máy quét cơ, máy quét nè. Em lương anh làm việc bây giờ xuống ha. Cắp lên được rồi ha. Để lên ngồi đi mấy ơi. Có nước không? Lấy có nước rồi. Chưa. Này ha. Có hết rồi, đầy đủ hết rồi. Đó, trời ơi, ăn cái khúc nào khúc nấy lên ha. Đây đem lên từ từ đấy không á. Đúng rồi. Ở đây. Cá lóc luôn này. Cái này cho cá lóc. À hả? Nè, em. Thấy chưa? Để cái kia qua vậy. Cái lố đó, cái lố để đựng á. Cá lóc. Cá hả? Bắt đầu nướng cá
Đường này nó chạy tỏ á. Đường màu chính lắm. Thấy chưa? Các bạn có thấy máu rồi đó. Ôi. Ngay luôn á. Ăn cái kiểu này. Ôi. Ăn cái kiểu này sao? Chứ nổi. Sao chịu nổi? Chứ nổi. Cái này chó gì á? Nổi. Giờ mình cái cách uống rượu đế Việt Nam vậy nè ha, phải có ly trà đá kế bên ha. Đặng chữa lửa hả gì vậy? Chữa lửa. Đó. Quả quá. Này uống từ từ thôi xỉn nha. Cái này là nước chấm ngoài. Chấm ơi. Cái đó đậm đà lắm á, ngon lắm á. Đó. Đây. Bữa nay mình về đây mình uống được cái này đã quá. Trời chuyển mưa nữa anh. Được, ừ. Ơi, hồi anh không cay máy nè, không hồi coi, anh bé. Rồi, đang tập hồi anh bé hít hà luôn. Trời ơi em coi cái bàn này. Đơn giản quá. Đơn giản. Nay 4 người. Có lẽ là lương đó mình để lên đây. Đầu tuần mấy đứa mình em nó đi làm hết rồi. Vậy qua đó vậy. Anh ngồi đây nè. Anh ngồi giữa đây lấy cái gối anh ngồi giữa. Không có, vậy được rồi. Nói vậy được á. Quay quay nó. Tại ồ vậy hả? Dạ. Chúc chú xe ha. Chúc chú xe ha. Có đã. Ừ. Đó. 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 Dạ. Thấy khe đó hả? Đúng rồi, khe đó hả? Rồi, được. Giờ mình thử miếng trước khi mình ăn ngồi ha. Coi nó ra sao, trời ơi. Thấy thôi chứ mình không biết chứ. Từ từ thôi. Sạc. Nặng lắm á. Bây giờ anh mới biết người ta làm sao mà uống nặng khe em. Tại vì nó nặng. Tại lúc mà xuống cái cành cổ mình đó. Mình không khè lắm được. Vậy uống từ từ thôi. Nhổ rồi cái phép luôn. Tả. Được rồi. Chớ. Cái này mau xỉn lắm á. Để anh coi anh uống được bao nhiêu cái này đặng cho nó tê tê. Anh mới biết. Tại giờ vô miếng lươn. Anh tắp được. Được rồi, sao lươn được không? Ngon hả? Nhai vô vậy ơi. Hai không ăn đâu. Em. Không có ốp gì hết, cái nước sauce mà em làm nó quét lên. Thơm phải không? Vừa ăn phải không? Rồi xong có cái này nè. Nãy em chỉ để mỡ hành với bột gà thôi. Rồi xong có cái ớt mà anh cà đó. Chút bé về nè. Hồi bé ngủ luôn. Hồi này mạnh nè. Rượu này 40 độ luôn á, mạnh lắm á. Hồi ngon, đừng lo tới rượu. Cái sauce mà anh làm để ăn với lại luôn nè, ngon không? Ngon. Từ đó là chưa ăn nữa ha. Cái này như là nó làm cái gì được người ta, bánh hồng. Có này khác. Nãy anh nấu mấy cái nấu ớt, anh nấu cà, anh nấu tỏi, anh nấu hành tiêu, xong cái ăn cà nữa. Với ngò nữa, ngò rí. Ngò rí, bây giờ mang thấy không? Rồi. Trời, uống bình không? Không vô trời. Nó còn. Không còn hả? Chứ lại mà coi nè, coi mình có cái là qua đây nè, qua đây. Thấy này gì vậy? Em vậy anh. Nè. Nhậu ở đi qua đây nè, qua phía này nè. Anh hai mà chị em kiếm nón lá gách cho anh hai đội. mình về đây á. Rồi có cái anh đấy. Mùi ớt kìa. Lấy nón lá gách đội này được. Xoài ha, xoài út thơm lắm. Việt ngói rùng mình nè. Nó già rồi, nước mà còn chua thiếu. Nói tóm lại thì cái món này ha, nhậu với cái chòi nè, uống rượu đế nữa, trời ơi. Trời mát lắm. Đúng rồi ha. Bởi vậy mình không có chơi bia ở đây. Rượu đế với lại nước trà. Cái này có nước trà lên chơi chưa nữa. Wow. Trà chứ không bia. Ok, để xong hồi đó đi cắt cho con. Ok, bây giờ nhìn chút xíu lên tới cá rồi. Có cá cho gì ha, nước cá rồi lắm. Quay. Thích ăn thanh long nữa. Ôi, thanh long ăn miếng ngon rồi. Thanh long của cỏ cũng ngon. Trời tướng kìa, thích ăn thanh long lắm. Ngọt đắng hoài. Hi Tylee. Mở cửa cho nội con. Mở cửa cho nội nè ơi.
Con anh thích ăn thanh long em ơi. À hả, chị thích ăn thanh long lắm. Rồi, thấy ly thử đi Thái Ly. Nhìn mắm ly thử kìa. À, nhìn mắm ly thử thanh long nè. Như kia ở trên xe khác luôn. Thôi, ngọt không con? Thích không? Chị muốn ăn không? Bỏ đi qua bên đó giùm chanh đi. Đây đây. Nè, Si ăn đi con, hai đứa lại đây ăn nè. Để đây nè. Nè, ginh đây đây nè. Hai chị em ngồi ăn đi. Nghe nhà gái đã không anh? Để anh ăn miếng này coi. Ngọt không Thái Ly? Ngọt. Con ngồi đi con. Cái này á em không nấu á, không có ra em bảo có nấu nó mới ra cái đó, nấu đừng cho nó chín ăn miếng ấy rồi nha, có cái mùi vị nấu á chín nè anh, chín tới đâu luôn rồi dạ chờ cá lóc đây. Cá lóc miệt vườn đó, cá lóc vườn giờ mình trở về mình lột da nó luôn ha. Đúng rồi em. Lột da luôn. À, con lột cái đi vậy ha. Giờ lột vừa chát ha. Cái đó nó quá nhiều đi hả? Dính thịt thì em cứ lấy qua nè, lấy qua. Đó, đó cứ vậy đi. Ừ. Chứ bây giờ mình không có đường nào mà em cứ lật qua cho đi. Vừa ăn vừa nghe gà gái. Vậy bây giờ đã. Ừ. Trời ơi nó thơm. Rồi. Giờ để qua đi qua mình thử con cá này coi. Cái sauce nó vừa ăn lắm á anh. Quá vừa luôn á. Cái này là nay mình nhậu đồ đế là quá đúng luôn á. Dạ lại dạ dạ. Ăn đi cơn ăn đi. Ăn đồ đế là quá đúng luôn á. Ừ, ngon hả con? Ăn hai miếng luôn, giỏi quá ta. Nghe nghe. Thái Ly giỏi quá. Đó, cá lóc. Cá lóc nướng hả? Cá lóc đồng ha. Cá lóc đồng. Thôi cho mình thử miếng trước nè. Ờ cái thịt nó chưa thì thấy nó ngọt kia lắm đó vậy. Anh ăn là khác con kia nữa. Thấy không? Gọi nó vậy. Khác cái con lươn nữa. Coi chừng nóng. Ngon không? Nó khác lươn nữa thôi. Ngon không? Wow, cái thịt đó mình không cần chấm gì luôn em. Nó ngọt rồi, cái anh để cái sauce mặn mặn lên nữa. Quét sao? Quét cái sauce mà em làm lên á. À hả? Trời ơi. Mà nó thơm cái mùi cái khác. Trời ơi. Thịt mùi kìa. Mùi khói, mùi khói. Bỏ giấy cho bạn, nhét dưới luôn luôn. Vô cái. Trời. Ăn lương như là cá lóc vào cũng được đấy. Rồi nghe gà gái nữa anh. Ôi, kiểu này xỉn rồi. Ôi, ghê quá. Cái lực đây là uống nó phải vậy đó, em phải khè em phải vỗ đùi nữa hả? Em phải hù ta. Này uống xong chắc bầm đùi quá. Mới vừa mới vỗ được. Hay chứ anh em là phải không? Bầm đùi. Chơi uống khè của đó là vỗ đùi nữa hả? Vỗ đùi mà đùi mình không vỗ. Vỗ đùi ta. Rồi anh ơi, Thái Ly ăn hết thanh long luôn nè. Trời ơi, giỏi quá. Ngon quá con. Ôi, nó thích nó thèm không ơi, kêu ra kêu mua. Giỏi quá à, ngon không chứ? Để mẹ mua nữa cho con ăn ha. Mấy lần. Từ từ mình ngồi. Cái này sao mà được? Hay là các bạn ơi, bây giờ Lưu Linh cũng xin tạm ngừng video ở đây luôn nha. Lưu Linh chúc các bạn mình một ngày vui vẻ. Các bạn nhớ cho Lưu Linh cái thumb up với subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh để có những video tiếp theo. Bây giờ ngồi đây đưa ra đây mấy ly thử coi mấy ly mới tơi tơi. Rồi chiều nay gặp lại. À đúng rồi, tại dài quá rồi. Ừ, bye. Vô. Hả, ngon chưa? Giờ để rau răm lên. Chiều nay có mấy món khác. Anh Tấn vô, anh Tấn ơi đừng có mắc cỡ nha. Trời ơi, trời ơi. Ừ. Giờ xuống bếp tới ha em. Bếp tiếp bữa nay mình nấu món gà kho rau răm. Ừ. Bài Út nấu canh chua nè.
canh chua rau muống. Cái món gì? Gà kho rau răm hả? À, gà bắp chuối. Đây nè, rau nè, anh dở rau ngon lắm. Ồ, khoan, cái này cái gì ta? Bữa cái rau nó cái gì á? Cá chẽm. Cá chẽm ha. À. Tối nay mình ăn tối món gà món mới nha. À, còn phía bên đây á hả, là rau. Rau muống, rau nhút. Với lại bắp chuối, mình có bắp chuối nữa mà hả? Bắp chuối. Tại trời ơi, cái nồi canh chua này là kêu bằng chất lượng nha. Hồi cái mình kho mình để rau răm vô. Xong rồi mới để rau răm ha. Dạ, xong rồi mới để rau răm. Xong rồi vừa ăn ha, chứ mình để rau răm rồi mình ăn tối với gia đình. Bởi vì về đây mình ăn, mình ở đây coi 40 mấy ngày, 50 ngày mà không có cái không có ăn lại cái món thứ gì ha, mình một lần hay ăn một lần thôi à. Xong tối nay mình ăn sinh nhật sushi luôn nha. À, sướng nha. Cháu nội của Út. Em mới chiều anh ba bên trời đó, anh uống rượu đế á, ăn mấy cái mồi mà đó, thấy nó ngon sao á. Ngon ha, dạ, gần uống được rồi á, chút ăn tối. Ngon, quá ngon luôn á. Gần uống được rồi. Uống, thấy uống cái đó nó không có xỉn bằng uống bia em. Mày uống từ từ. Tài xế mình bên sát. Tài xế mình phải mướn tài xế khác. Có tài xế. Tài xế khác tới đây, tài xế đang ngồi chờ cú điện thoại đang đi nước. Gà dường nè. Vậy đây là mình ăn mấy gà này không à? Chứ đâu có ăn gà mình công nghiệp hết. Không. Ăn gà đi bộ. Ồ, sướng ha. Gà công nghiệp nó mềm con à. Dạ. Nó không có dai. Tở bệnh tụi con ăn mấy gà nó riết tụi con chán. Nó không có dai. Rồi bây giờ là chuẩn bị hát sinh nhật cho Sushi. Qua bển không nào? Qua bển con. Con qua bển đứng luôn. Qua luôn con. Rồi. Anh đang ngồi. Được. Con đâu? Tuyệt. Rồi chuẩn bị hát sinh nhật nha. Rồi hát. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Cầu nguyện nha. Ôi ơi, khỏi gớt tiền cày luôn. Cái cây cắt hồi nãy cưng lấy đó. Rồi cắt bánh luôn con. Cắt đi. Rồi lấy ra. Cắt cái bự. Nhỏ. Rồi nhìn nha, mấy đứa nhìn chụp hình cười nè. Thay liền cắt. Rồi cắt. Giỏi. Sumi cắt không? Sumi cắt đi con. Rồi. Hôm nay ăn sinh nhật của Sushi. Lỡ chúng ta miếng, bạn nói nước miếng. Ô. Rồi hai. Bên đây là rồi mấy đứa ăn bánh đi nha. Lấy dĩa đi.